em tên là Thủy, năm nay em 29 tuổi, hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại Bình Phước. Bình Phước, mình đang làm công việc gì em? Dạ em công tác trong ngành y, và em làm bên khoa sản, trung tâm y tế thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước. À, làm khoa sản là cụ thể mình làm công việc gì em? Dạ, khoa sản là chị cũng biết đấy, mọi người hay nói là đỡ sanh chứ chị, đỡ đẻ. Mà em đỡ luôn hay là? Dạ. Em có biết em đỡ được bao nhiêu ca rồi chưa? Dạ em không nhớ, tại vì tới tua trực mình là mình sẽ đỡ sanh. À, làm công việc đó có áp lực gì không em? Dạ, nói chung là công việc thì hầu như là tụi em phải thức đêm rất là nhiều. Cũng có nhiều áp lực nhưng cũng có nhiều cái vui. Cái vui là khi tụi em đón được một, đỡ được một em bé chào đời mà các tiếng khóc là tụi em cũng thấy hạnh phúc trong lòng. Sao em, nghe cái công việc của bạn gái như vậy em cảm thấy như thế nào? Em thấy công việc của bạn gái thì không biết bạn gái có đủ sức khỏe để cố gắng. Em thấy công việc cũng khá là vất vả. Đâu em hỏi thử coi là tình hình sức khỏe của cổ hiện tại như thế nào, em hỏi đi. Em cho anh hỏi nếu làm vậy thì thời gian dành cho cá nhân như thế nào? Dạ em, tại vì là tụi em trực một ngày sẽ được ra trực một ngày, thì cái thời gian đó là em sẽ bù cho cái ngày, ví dụ như cái ngày mình ra trực là mình ăn uống bù này, mình ngủ bù này, rồi làm việc gì cá nhân. Ừ. Tại do tính chất công việc của em là phải đi trực, mà thường là cuối tuần cũng phải trực nữa chị. Ví dụ như bạn bè rủ chơi, đi chơi 2-3 ngày đi mày, không phải thông báo trước là mình mới sắp xếp được chị, chứ mình bảo là đùng một cái là đi chơi là chứ không có được chị. Ừ. Rồi bây giờ chị hỏi điểm mạnh điểm yếu của tụi em là gì nè. Em trai trả lời trước nè, điểm mạnh của em là gì Chiến? Điểm mạnh của em thì cần cù và chịu khó. Còn điểm yếu của em thì các môn về thể thao, em yêu thích thể thao nhưng mà em ít khi chơi thể thao lắm. Lý do tại sao yêu thích thể thao mà ít chơi thể thao? Ở quê cũng công việc mà em thì làm phụ việc nhà với gia đình hoặc em không chăm lo đến cái thời gian cá nhân của em nên em không quan tâm đến cái vấn đề đó. Rồi em có khỏe không? Em khỏe. Sao em biết em khỏe? Thì em làm thì em biết con người em ngáng chừng như thế nào thì em. Kỹ sư xây dựng là có ra công trường không? Em hiện tại thì vẫn đi theo dự án đó chị. Là cũng có ra công trường chứ gì đúng không? À. Rồi, điểm yếu của mình là gì? Điểm yếu của em hả? Có nhậu không? Ra công trường nó có nhậu nhiều không? Không, mà công việc của em thì cũng là ít. Chị có thể nói là ít vì công việc nó nhiều thì bọn em thường làm về thì cũng tối nên thiếu nghỉ ngơi. Mình có tật xấu gì không? Lẽ người không có khuyết điểm gì phải xấu. Có chứ. Xấu à? Chắc chỉ có đam mê thể thao thôi. Đam mê thể thao sao xấu? Lúc nhỏ em hay xem đá bóng, thường vào xem thường tầm khoảng 2-3 giờ đêm, có khi lại cho nên là mất ăn mất ngủ, thức khuya lại. Có cá độ không? Cá độ thì không. Thế còn em gái sao nè, điểm mạnh điểm yếu của em? Dạ, điểm mạnh của em là em hòa đồng vui vẻ, là người dễ gần. Còn điểm yếu chắc em cũng nhiều lắm, nhưng mà ví dụ như mà em khi mà em có cái tâm trạng giận hờn hay là nó biểu hiện trên khuôn mặt khó em vào trong lắm. Ví dụ khi giận hờn ai là mình phải tìm cái người nào để mình tâm sự cho bớt cái chị. Đúng rồi. Thứ hai là em hay giận, nhưng giận là 5 phút là quên liền à. Dạ. Còn gì nữa không? Hay quên, chưa cẩn thận. Ví dụ như mà chìa khóa bỏ cốp xe, đẩy cốp xe là bình thường chị. Vậy thì em mong muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Em mong muốn tìm bạn trai, nghĩa là cái chiều cao, tại em cao 1m67 thì em mong muốn là bạn trai cao em khoảng 1m7 trở lên. Thứ hai là công việc thì anh ấy, nghĩa là em không biết anh làm công việc gì, nhưng nghĩa là có thể tự nuôi sống bản thân mình được, không phải dựa dẫm vào bố mẹ. Hai là tính cách là mong anh là một người trưởng thành, điềm đạm như mình. Em đoán anh bên này là người như thế nào? Nãy giờ mình nghe kiểu nói chuyện mình đoán anh sao? Em nghĩ anh là chắc là một người điềm đạm, chắc là cao khoảng tầm 1m7, có thể là hơi mụn mỉm một xíu. Sao em đoán anh hơi mụn mỉm xíu? Tại anh nghe giọng nói thôi chị, chứ em đoán nghe thôi. Cái giọng nó nặng nặng á, phải không? Hơi mũm miệng xíu. Dạ. Mà em thích người mũm miệng mà là thích người. Dạ em cũng thích người hơi mũm miệng một xíu cũng được. Rồi. Dạ. Tóc tai quần áo em đoán ảnh như thế nào? Mắt mũi miệng như thế nào? Em nghĩ là dân kỹ sư thì người ta sẽ không cầu kỳ nhiều. Em nghĩ là anh hôm nay anh sẽ đi sẽ là gọn gàng. Gọn gàng. Dạ. Dân kỹ sư mà cũng không có trao chuốt gì đâu. Ra hiện trường, ra công trường mà mộc mạc. Dạ. Rồi. Thế còn em muốn một người bạn gái như thế nào? Em thì muốn một người bạn gái của em là về ngoại hình thì cao 1m55 trở lên bình thường. 55 trở lên bình thường. Còn về tính cách thì rất quan tâm và chia sẻ. Em cũng quan trọng về cái chuyện ví dụ bạn gái có biết nấu ăn hoặc là đối với cha mẹ thì biết cách giao tiếp. Cái đó chút xíu nữa mình sẽ trực tiếp trao đổi với nhau xem ha. Em nấu ăn được không cưng? Dạ em thì do công việc của em chỉ có đi trực và đi ở nhà, nhưng mà những cái hôm ở nhà thì em sẽ tự nấu món ăn như mình, nhưng mà em thích đồ kho và sở trường của em là luộc. Cái gì em cũng có thể luộc được. Dạ. Đơn giản, bắt nước lên và luộc. Dạ. Ăn đồ luộc nha cưng nha, chịu khó ăn đồ luộc nha. Em đoán thử coi nãy giờ cô bên này như thế nào.
vóc dáng ngoại hình cổ như thế nào, mặt mũi cổ như thế nào? Em nghĩ bạn gái bên cạnh thì hơi mập mập một tí. Hơi mập mập một tí. Tóc tai? Tóc thì em đoán tóc vừa ngang vai. Vừa ngang vai. Đó cũng hay quá, hay giống thầy bói ghê luôn. Chút xíu nữa sẽ cho hai bạn xem, nhưng mà trước tiên thì mình đi một chút xíu về cái tình trường đi. Em gái em đã trải qua bao nhiêu mối tình? Dạ em hiện tại thì em đã trải qua 2 mối tình. Khi mà tìm hiểu 2 mối tình đó thì có những cái quan điểm mà tụi em không hợp. Dạ sau đó thì em cũng có tìm hiểu thêm 1-2 bạn, nghĩa là chỉ tìm hiểu tính cách trước nhưng mà không có hợp, nên là hơn 1 năm nay thì em không có chính thức không có tìm hiểu ai. Không hợp là không hợp về cụ thể là không hợp về. Dạ mối tình đầu tiên của em thì do là công việc, khi mà lúc đó là em mới vào Bình Phước em lập nghiệp, em học xong là em lập nghiệp ở Bình Phước luôn, thì cái bạn nam này ở quê gần nhà em luôn. Thì khi mà bạn ấy không xin việc được trong này, thế là bạn gia đình bạn yêu cầu bạn là phải lên Gia Lai, thế là tụi em chia tay. Do xa nhau. Dạ. Rồi cái người thứ hai. Còn mối tình thứ hai thì đang quen, tự nhiên mà cái bạn nam đó bạn lơ luôn, xong rồi 2-3 tháng sau bạn đi lập gia đình. Trời ơi, không vậy là người ta không thiệt tình với mình rồi. Dạ. Sau đó là 1 năm sau là bạn có nhắn tin hỏi thăm em. Em chỉ nói một câu mà tới giờ chưa thấy bạn nhắn tin lại lần nào. Để em chỉ nói là cảm ơn ngày đó là rời xa để Thùy biết là Thùy phải cố gắng chỗ nào. Rất thầm thúy và sâu sắc. Thôi không phải duyên của mình thì dạ, là như vậy thôi. Biết đâu dạ, vậy sau này mình sẽ có một những cơ hội tốt hơn. Dạ. Thế còn em, tình trường mình sao nè? Em thì chưa có mối tình nào cả. Chưa có mối tình nào hết. Hèn chi nãy giờ tôi nghi rồi, tôi thấy sao mà rụt rè nhút nhát dữ vậy. Tự tin lên nè. Em thì từ nhỏ đến lớn em chỉ có đi học, lớn lên đi học về đi làm thôi. Còn về tình yêu thì lúc đó em cũng xác định em cũng chưa muốn có người yêu, chưa muốn lấy vợ. Rồi bây giờ muốn chưa? Dạ thì em muốn. Bây giờ thì em muốn. Dạ. Coi chừng muộn. Bây giờ mình không có kinh nghiệm gì hết, bây giờ làm sao mình chinh phục được bạn gái? Theo em nghĩ đi, bây giờ sao? Theo em thì bây giờ hai người tự nguyện đến với nhau thì đầu tiên là phải sự chân thành. Trước tiên em cần sự chân thành. Và bản thân em đủ tự tin không? Đối với em thì đủ tự tin. Có bạn gái thì em sẽ chăm lo và quan tâm chia sẻ nhiều. Chút xíu nữa mình phải cố gắng thuyết phục bạn gái nha. Đây là một cô gái cho thấy rất là cá tính, rất là dễ thương. Đó mà em thì chị đang ái ngại nè, chưa có kinh nghiệm nè, rồi hơi nhát nữa, là không biết là có chinh phục được bạn gái hay không. Bây giờ xin mời hai bạn, chúng ta sẽ được mở cánh cửa trái tim này ra để chúng ta có gặp nhau. Mở cửa trái tim. Rồi dạ, chúng ta chào hỏi nhau rồi hai bạn. Chào em. Dạ, đây là món quà mà đây là cái dòng sách mà em hay đọc. Em tặng em làm như niệm. Cảm ơn. Anh cũng có bó hoa anh gửi tặng em. Dạ em cảm ơn ạ. Bây giờ Cát Tường sẽ mời hai bạn, chúng ta sẽ thưởng thức những món ăn ngon tại nhà hàng Võ Hảo Phúc, rồi chúng ta sẽ có thời gian tâm sự riêng với nhau ít phút, được không nè? Tự tin lên nha cưng nha. Mời món ăn vào. Mời anh. Mời em. Dạ. Anh ơi, cho em hỏi là công việc của anh thì anh có phải hay đi xa không anh? Anh thì tùy theo dự án em, thì anh thì làm công ty, nhưng mà tùy theo dự án có thể là đi xa, có thể cũng có thể là ra ngoài Bắc. Tại vì là em nghe nói xây dựng là đi xa mà đi mấy tháng liền luôn anh, theo dự án là mấy tháng luôn. Vì công việc của anh thì công ty chính của anh là ở ngoài Hà Nội, còn dạ, ở trong Sài Gòn thì là văn phòng thôi. Dạ dạ. Cho nên là nhưng mà chủ yếu anh thì làm ở trong thị trường miền Nam. Dạ, tại vì là anh cũng biết công việc của em đấy, nhiều khi đi chụp em sợ lệch múi giờ của anh. Em mời anh ạ. Mời em. Nãy anh bảo là anh chưa có mối tình nào thì em muốn hỏi là chưa một lần rung động sao anh? Anh thì có rung động, nhưng mà anh cảm giác rung động nhưng mà anh không có dám thổ lộ á. Anh thì nhát, vì khi đã yêu ai thì anh xác định là yêu và lấy người ta. Dạ. Và không để cho người con gái mình thiệt á. Dạ. Mình chỉ sợ làm người ta tổn thương á. Dạ. Ví dụ giờ hẹn hò với em nè, bây giờ thời gian nào hẹn hò với em nè, hay là anh đi riết mấy tháng theo công trình luôn? Anh thì kỹ sư thì anh sắp xếp được những cái công việc và trao đổi được với anh em làm thì cuối tuần hoặc là cuối tháng thì anh sắp xếp được công việc thì anh dạ, sẽ trên. Tại vì là em ở Bình Phước, anh ở Sài Gòn, thì ví dụ như là anh nên thăm em hay em nên thăm anh nhờ? Cái này thì để anh thăm em. Dạ. Anh mời đi anh. Em chung. Dạ. Anh có gì mà anh hỏi em, anh cứ tự nhiên đi. Anh cho anh hỏi thêm câu, đối với em thì em nghĩ mà nếu chứ lập gia đình thì em nghĩ chuyện quan trọng ví dụ là về bố mẹ hoặc anh chị em trong nhà thì liệu mình có giao tiếp và mình có
sắp xếp mình có nói chuyện được, có hòa thuận được với mọi người trong gia đình không? Dạ, cái này thì ông không phải lo, tại vì là em, thế là em cũng đi ra là hơn 10 năm nay rồi. Thứ hai, điều đầu tiên của em đó là chị hiếu. Thứ hai đó là tôn trọng những người lớn. Còn về cái mà hòa thuận anh em cho gia đình là em sẽ tự bản thân mình sẽ biết thích nghi với mọi người. Dạ. Rồi anh có hay về quê không? Anh thì một năm thì anh về một lần. À dạ. Em thì thỉnh thoảng em có khi gia đình có việc hoặc là một năm về một lần. Nhưng mà thường vào các dịp lễ Tết là em ít đi về được, tại vì em bận trực. Cho anh hỏi câu lần đấy, dạ. Chứ mà thời gian mà ví dụ như anh mà thời gian sắp xếp hẹn hò đối với em mà không có kịp thời gian hoặc cái thời gian anh bận thì liệu em có thông cảm được cho anh không? Dạ, cũng giống như em, cái công việc của em là hay trực, không có, nếu mà thời gian bảo là sắp xếp liền thì rất là khó, nên là em cũng hiểu cho anh, tại vì ai cũng có công việc riêng, cuộc sống riêng của bản thân mình nữa. Bên đây cũng bận, dạ. Cũng trực, bên đây cũng đi theo công trình. Mà sao nãy giờ đồ ăn ngon vậy, lo nói không ăn miếng nào hết trơn vậy nè. Rồi bây giờ chút xíu nữa hai bạn sẽ ra ngoài ăn riêng với nhau, dạ. Ha, để mình tiếp tục chương trình. Chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò phiên bản hẹn ăn trưa sẽ tổ chức ghi hình tại bang California, Mỹ vào cuối năm 2019. Thông tin đăng ký xin gửi về địa chỉ Zalo Viber 0942461309, email hẹnantrua@mcv.com.vn hoặc fanpage Hẹn Ăn Trưa. Thật sự hồi nãy giờ chị ngồi ngoài chị lắng nghe mà chị thấy cũng có những cái nó hơi khó với hai bạn, nhưng thật ra mình yêu xa còn được, huống chi là mình, yeah, ở gần nhau, yeah. Tại thật sự nếu mà mình có cái tình ý với nhau á, mình cũng sẽ sắp xếp được hết thôi à, yeah. Ở bên đây thì cũng trực công việc, bên em thì cũng đặc thù công việc. Nếu mà quan trọng là mình có hợp với nhau hay không. Thế nãy giờ ngoài những chuyện hỏi thời gian, mình có hỏi gì về tính cách của nhau hay không, mình có hỏi gì về kế hoạch của tương lai, hay là về những cái quan điểm như thế nào về tình yêu hay là hôn nhân gia đình, mình có hỏi những cái đó chưa? Chưa. Hay không? Em quan điểm như thế nào về hôn nhân? Tình yêu trong hôn nhân thì đầu tiên thì em không có muốn sự giả dối. Và nói chung là đầu tiên là em cảm nhận được cái sự chân thành và lo lắng cho nhau. Em nghĩ như vậy vì em. Còn em? Em nghĩ là điều gì quan trọng nhất trong cái tình yêu của hôn nhân? Dạ, em nghĩ là điều quan trọng nhất trong tình yêu đó là cái sự tin tưởng, trách nhiệm và thủy chung với nhau. Nên là biết lắng nghe, biết chia sẻ, biết quan tâm tới nhau. Dạ. À, để cho hai bạn có thể là cho nó thoải mái hơn ha, có để chút xíu nó dễ dàng mình có quyết định bấm nút hay không. Bây giờ hai bạn hãy chơi một trò chơi nho nhỏ của chương trình, mình bóc một lá đi em, rồi đọc lớn lên thôi coi nè. Yêu cầu bạn nam kể một câu chuyện hài khiến bạn gái bật cười. Kể một câu chuyện hài cho bạn gái cười. Chị nghĩ em chỉ thật thà em kể chuyện là bạn gái cười rồi đó. Dạ, em thích gì thì thật mà. Đúng rồi, mời em. Kể chuyện gì em? Chuyện gì, thí dụ em đi làm có chuyện gì vui. Anh kể chuyện lần đầu anh rung động đi. Đúng rồi. Đối với anh lần đầu rung động thì anh chắc xấu hổ. Xấu hổ thôi. Lần đó là lần nào, như thế nào? Trời chua, cô dễ cười vậy. Người ta chưa kể gì chứ cười luôn rồi. Lần đó là lần nào, năm nào, thì gặp người ta ai? Cười rồi, đó là cười gì? Lắm, không, tôi chưa cười. Lần nào gặp ai mà rung động? Bao lâu rồi, nhớ không? Lần đầu tiên. Lần đầu tiên thì em gặp bạn, bạn cùng lớp thôi. Bạn ấy vừa cùng quê với em thì em chỉ rung động là em nhìn thấy, đầu tiên em nhìn thấy là người ta đẹp và người ta là học giỏi nữa. Rung sao? Lúc đó rung động ở trong người như thế nào? Thì em thấy thầy ngồi sau thì em thấy cũng muốn tiến tới ngồi hỏi thăm, hỏi quan tâm, nhưng mà em thấy xấu hổ. Em không ngại, em không đến. Trời ơi, dễ cười quá, sao cũng cười. Lúc đó tim đập mạnh hay là tay chân có run rẩy hay là nhịp thở có dồn dập hay là lúc có gì khác bình thường không? Tim đập mạnh chưa lắm. Tim đập mạnh lắm. Thế nãy giờ ngồi đây tim có đập mạnh hơn không? Lúc cửa trái tim này mở ra là lúc chị đi ra ngoài tim em có đập mạnh không? Nãy giờ có rung động không? Có chị. Có hả? Rồi bóc một lá đi. Rồi đọc lớn lên. Đọc lớn lên coi. Bạn nữ hãy kể ra 5 điểm thích nhất ở bạn nam đối diện. Rồi mời em. 5 điểm gì ở bạn nam mà bạn thích nhất? Dạ, răng khểnh. Răng khểnh. Dạ, thứ hai là có vẻ nhìn mặn, là người hiền. Hiền. Thứ ba là các kể chuyện cũng khá là chân thật. Chân thành. Thứ tư là cái điểm nhút nhát của bạn. Nhút nhát. Dạ. Khá nhiều. Cuối cùng. Điểm thứ năm đó là gộp tất cả những 4 điểm còn lại là bạn là người thực sự là chân thành. Chân thành. Ở bây giờ chị hỏi nè, nếu được thì bao lâu em tiến tới hôn nhân? Thì vì tuổi em cũng lớn rồi, nếu như được thì tầm khoảng 6 tháng đến 1 năm. 6 tháng 1 năm em chuẩn bị sẵn sàng hết mọi thứ chưa? Em cũng chuẩn bị một ít mà cũng có sự hỗ trợ của gia đình. Gia đình, nếu lấy nhau thì em nghĩ là mình sẽ sống và lập nghiệp ở đâu với vợ mình?
Em thì em vào miền Nam thì em xác định ở trong miền Nam. Ở miền Nam luôn. Rồi, bây giờ cho nếu cho em một cơ hội để nói một điều gì đó với bạn nữ bên cạnh trước khi đưa ra quyết định bấm nút hay không thì em sẽ nói gì? Mời em. Nhìn thẳng vào cô ấy. Anh thì con người anh thì sao anh nói vậy? Thì nếu mà em đồng ý hẹn hò với anh thì anh hy vọng em sẽ cùng đồng hành đi đến hết cuộc đời. Có biết hát hò gì không? Em hiện tại em run quá em không nhớ được là nào hát. Run bó cái gì bẻ hồ quẹo gãy hết mấy ngón tay bây giờ. Bạn nữ cứu bạn nam đi nè. Dạ. Em hát cho bạn nam nghe một đoạn đi, cứu bạn nam đi nè. Dạ, em thì cũng không có thuộc nhiều bài hát, em chỉ thuộc một đoạn trong một bài hát thôi. Vỗ tay lại cho bạn nữ. Em chưa hát bạn. Em yêu một người, người luôn mong em nhớ em ngày đêm. Em yêu một người, người luôn có bên lúc em buồn vui. Chẳng có giận hờn vì anh yêu em. Và mãi mãi, mãi mãi anh chỉ có em tận trong tim. Có nghe được kịp lời bài hát không? Thấy nghe giọng hát hay, không có nghe kịp. Trời đất ơi là trời, tôi chán ông ghê luôn. Nghe giọng hát hay thì không nghe được cái lời. Mãi mãi anh chỉ tận trong tim thì không nghe luôn. Có, nhưng mà nghe không hết đâu chị. Thôi được rồi, mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Cái nút bấm này á, là nút bấm hẹn hò ha. Mình có tình cảm với nhau, mình có cảm xúc, mình muốn tìm hiểu đối phương, muốn tiến tới lâu dài thì chúng ta mới bấm. Còn nếu chúng ta cảm thấy không rung động, đây không phải đối tượng mình tìm thì mình không bấm, hiểu không? Đặt tay vào nút bấm, nhắm mắt lại sau 3 tiếng đếm của chị Đường. Đồng ý bấm mạnh, không đồng ý lấy tay ra. Mời bạn nhắm mắt lại. 1 2 3 Hết thời gian. Sao bạn trai không bấm? Em nghĩ bạn gái bên này không có phù hợp với em. Không phù hợp, lý do không phù hợp ở chỗ nào? Em nghĩ đối với công việc của em thì tương đối là vất vả. Và em sợ bạn gái không có thể sắp xếp và thông cảm cho được cái công việc của em. Là em đi nhiều quá, em đi suốt hả? Nên là em không thể đi nhiều, vì tùy theo công việc của em nữa. Có nghĩa là vì em cũng đi nhiều và em thấy công việc bạn gái thì cũng đi nhiều thì em sợ không có ai lo cho gia đình, đúng không? Và em muốn một người con gái có thể san sẻ được cái công việc của em và có thể quan tâm được, lo lắng cho. Có nghĩa là cái người đó ít việc một xíu, ở nhà nhiều hơn, ý em là như vậy. Thế còn em thì em cảm nhận như thế nào? Em chỉ về cái suy nghĩ của ảnh thì em thấy như thế nào? Dạ em đồng ý quan điểm với anh ấy. Còn em thì khi mà tiến tới tình yêu hôn nhân thì cái thời gian thì tự bản thân và hai người tự sắp xếp. Ngay cả công việc của em cũng bận dịp việc như vậy. Chị thì chị cũng nghĩ như vậy. Nhưng mà mỗi người thì có một cái suy nghĩ riêng. Chúng ta không thể mình điều khiển cái suy nghĩ của người khác được. Mình cũng phải tôn trọng cái quyết định của các bạn.